kênh xe đạp của trang web xe đạp học.com. Trong video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm chiếc xe đạp địa hình GT hay còn gọi là GT, một cái thương hiệu xe đạp của Mỹ rất là nổi tiếng trong cái giới chơi xe đạp Việt bãi đã qua sử dụng tại Việt Nam. Thì thương hiệu GT này thì được rất là nhiều người tin dùng và lựa chọn bởi vì cái chất lượng của nó là cực kỳ tốt, cực kỳ tối ưu, cũng như các cái dòng mà đồ của Mỹ cũ, thương hiệu Mỹ thì cũng như vậy. Thì tổng quan về chiếc xe thì xe đạp GT này thì được sử dụng khung nhôm và không sơn, một cái màu sơn hoàn toàn là màu của nhôm, màu nhôm hoàn toàn và được phủ bóng thôi. Đấy. Thì chiếc xe đã qua sử dụng cũng một thời gian rồi nên là cái nhôm nó không còn được sáng bóng, nhưng mà là nhôm hoàn toàn và không sơn, chỉ dán tem GT. Và trên khung thì có những cái chiếc tem mà đã thể hiện là chiếc xe đã được sử dụng tại Nhật Bản. Đấy. Thì đây là những cái điều mà khác biệt hoàn toàn với những cái chiếc xe mà chưa được sử dụng tại Nhật Bản. Ngoài ra tem còn có một số cái thông tin cho mình chúng ta biết được rằng là cái nhôm ở đây sử dụng là nhôm 6102. Rồi size của cái chiếc xe này là size S, là size small. Small thì chiếc xe này sẽ phù hợp với những người có chiều cao trung bình, nhỏ từ 1m6 cho đến 1m68 là có thể sử dụng được. Như các cái chiếc xe địa hình khác thì đều được trang bị đùi đĩa 3 tầng để phù hợp những cái địa hình khác nhau. Và chiếc xe có cả bộ gạt đĩa là Acera, gạt đĩa Acera. Đằng sau thì xe được trang bị lip 8 tầng, lip 8 tầng cùng bộ chuyển động Shimano Deore. Deore thì như các bạn có biết là mình đã có một cái video phân biệt các bộ chuyển động dành cho xe địa hình. Thì thấp cấp nhất là và trung bình bình dân đó là Tourlay, sau đó là đến Antut, sau đó đến Acera và mới đến Deore. Thì như vậy bộ chuyển động Deore là cao cấp hàng thứ tư thứ năm trong gia đình bộ chuyển động Shimano của Nhật Bản. Như vậy là chiếc xe này có bộ chuyển động, sở hữu bộ chuyển động rất là cao cấp. Chiếc xe thuộc cái dòng leo núi nên là được trang bị phanh V của hãng Promax. Như bên này các bạn có thể thấy là chiếc xe có một cái tem là Design in California USA, tức là thiết kế tại cái bang California của Mỹ. Đấy. Đây là thương hiệu GT, là một thương hiệu mà xe đạp cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ bền của Mỹ, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Xe được trang bị tay bấm xả 3x8 tốc độ. Bên này là chuyển níp. Thì cái cấu tạo của xe tay Deore này thì nó hơi khác một chút, là đây là lên níp và đây là xuống, cần rất là nhỏ, giấu ở trong này. Đấy, đây là xuống này, đây là xuống níp, đây là lên níp, xuống níp, cần rất là nhỏ ở đây. Chiếc xe này thì phù hợp với những người mà có chiều cao từ 1m62 đến 1m68, chiều cao tầm thước. Thì giá của chiếc xe vào khoảng 5 triệu đồng. Nếu mà quý vị quan tâm đến chiếc xe, muốn biết giá chính xác, hãy liên hệ với mình qua số điện thoại dưới video và inbox Zalo để biết giá chính xác cùng với những chế độ bảo hành, bảo dưỡng, những phụ kiện được hưởng khi mà mua xe tại xe loại phòng chống con. Quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao hãy ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất khi chúng tôi up video mới lên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã xem video.